Ôi, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các anh chị nha. Hiện tại là nước đã tràn hết rồi, đã ngập hết rồi. Có cái nhà này, vô nhà này, rồi anh đến chợ. Thì cái xe em á thì bị tắt máy rồi, em vớt một nỗi. Đây nè, đây ngay chỗ cái bến phà này cả nhà. Sống xe máy mới vừa bị tắt máy, em đứng lại em quay cho cả nhà. Hiện giờ là hôm nay là ngày 19 nha, ngày 19 nha cả nhà. Tầm này là khoảng 6 giờ 15. Thì tại đường Trần Xuân Soạn nè, kia là cái khu chống ngập của Sài Gòn, trên cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 nha cả nhà. Thì ngập quá. Em đứng lại em quay cái cảnh này cho cả nhà. Em vớt xe thở không ra luôn. Nhìn Sài Gòn ngập nước kinh khủng thật, ngập hết rồi, kinh khủng. Ôi kinh hoàng thiệt quá. Ồ, một xe nữa nè, giống như xe em hở vừa. Em thở xíu à, thở xíu nha cả nhà, rồi em sẽ đi tiếp. Vẫn có một số xe máy là tốt. Xe em sao em chạy, em chạy xong á một nỗi là tắt máy thôi. Quay lại cho các anh chị cô chú Việt Kiều phương xa xa quê hương, những anh chị ở các tỉnh thành khác. Hiện tại là miền Trung đang lũ lụt nha cả nhà. Thì thành phố Hồ Chí Minh ngày nay cũng như là Sài Gòn xưa cũng có một số cái đoạn đường đó đang bị thủy triều lên, đặc biệt là ở khu vực miền Tây cũng vậy nha cả nhà, đang bị thủy triều lên nên là nước ngập lai láng mấy bữa nay đó cả nhà, ngập 2-3 bữa nay rồi. Thì tầm giờ này là bắt đầu là đã ngập rồi nè. Thì cuộc sống Sài Gòn TV đó, em đi làm về thì ở trên cái đoạn đường này em quay lại cho tất cả các anh chị cô chú thấy được. Đó, có thêm một xe nữa nè, một xe nữa giống như xe của em. Cả nhà mà xem video thấy hay, thấy bổ ích thì cả nhà cũng như là thấy khuyến khích tinh thần của em ấy thì nhớ like chia sẻ giúp em nha. Ở trong còn trong kia thì vô nhà luôn cả nhà ơi, những nhà thấp vô nhà. Xe chạy, hai bạn sinh viên giờ có vét thôi. Xe em bây giờ cũng có vét thôi chứ không đi đâu được, không chạy được. Đó, chạy như thế này nha, để ý mấy cái lỗ cống nha cả nhà, chứ không là nguy hiểm lắm á. Cái lỗ cống thoát nước á ra không là nó trật. Ôi nước sóng nè, ôi mình đứng xíu mà nước lên nha nha. Thôi mời cả nhà đi tiếp với cuộc sống Sài Gòn TV nha. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, rồi để xe đi qua hả? Thôi, xe đi qua. Thôi. Luôn.
Nước rồi em ước em luôn, hy vọng là lên khúc tranh kia nó không bị ngập nha cả nhà. Khúc tranh này nè nó không bị ngập, bởi vì khúc tranh này nó cũng sâu lắm. Đi ngõ nào cũng dính đấy cả nhà ơi. Em đi qua cõi Nguyễn Thị Thập cũng dính. Nguyễn Thị Thập nó thấp lắm.